Vâng, chào chị Huệ Như. Và hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2019 thì chúng tôi cũng đã chứng kiến những cái hình ảnh tại bốt Thăng Long Nội Bài. Đó là việc những cái người Việt Nam và những cái người dân phản đối việc thu phí bất hợp lý ở đây. Chị là một cái người hoạt động trong cái vấn đề chống bốt bẩn rất lâu, và ngày hôm nay chị cũng có mặt tại hiện trường. Vậy chị hãy cho biết cái thông tin cụ thể như thế nào ạ? Dạ vâng, em chào anh Lê Trung Quang và tất cả các bạn bè khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại của đài. Thì em sáng nay là người trực tiếp được tham gia cái việc phản đối của những người dân ở trạm Bắc Thăng Long Nội Bài. Thì em thấy rằng việc hành xử của trạm hôm nay là hoàn toàn là không hợp lý. Khi mà người dân người ta đòi hỏi quyền lợi trực tiếp của người ta thì chính bản thân em cũng là người trực tiếp vào trong nhà điều hành của trạm thu phí để yêu cầu là họ cho xem lại một lần nữa, yêu cầu họ cho xem lại các cái văn bản giấy tờ và các cái quy định để được thu của trạm thu phí, nhưng mà họ cũng đều từ chối và họ chỉ tất cả đều mang ra những cái máy phát sóng, máy phá sóng để ngăn cản cái việc mà người dân phản đối không được truyền hình trực tiếp, không được live stream trực tiếp để đông đảo người dân biết được cái sai phạm của BOT Bắc Thăng Long ạ. Vâng, tại BOT Bắc Thăng Long lúc đó chị có chứng kiến và đã nhìn thấy những cái người dân đã bị công an hoặc là những cái người mặc thường phục bắt và giải đi như thế nào ạ? Báo cáo với lại anh và tất cả nói với lại tất cả các độc giả rằng các khán giả rằng khi mà người dân phản đối thì họ đã không đưa ra cái cơ sở pháp lý, đồng thời cũng không giao dịch với dân, không giải thích với dân một cái điều khoản nào cụ thể. Và khi mà người dân cứ đứng đó phản đối thì họ lại thì họ đã cho rất nhiều lực lượng của bốt mặc thường phục cũng giống như là các công an ra và dùng để cả những xe cẩu để đổ để cẩu xe và bắt bớ người. Trong đấy có 10 người, có trong 10 người bị bắt đi đấy có những người trực tiếp phản đối và có những người không trực tiếp phản đối và chỉ đứng đấy thấy đám đông thì đứng đến đấy xem, và có những người thì đi qua đó chạy lại xem một tí thì cũng bị bắt giam và lôi đi, và có những người đã bị đánh chảy máu mồm ra, và có một người bạn của tôi đã bị thụi vào bụng, đấm vào và lưng và tát vào mặt. Vâng, chúng tôi cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đó trong cái clip mà chị và những người bạn đã chia sẻ. Vậy chị có thể giải thích cho bạn đọc và trong người Việt Nam trong và ngoài nước cùng biết cái bốt Thăng Long Nội Bài hiện nay tính hợp pháp và bất hợp pháp của nó ở chỗ nào ạ? Báo cáo với anh, hiện tại tôi đang ở công an huyện Sóc Sơn, bởi vì là tôi đang cùng với lại tất cả những anh em ở đây để đòi người khi mà họ bị cẩu giam bắt giữ về công an huyện Sóc Sơn. Tôi cũng nói với lại phóng viên và tất cả bạn bè trong nước và quốc tế thấy rằng Bắc Thăng Long Nội Bài cũng đã tôi đã từng có một bài phân tích rất rõ ràng về những cái sai phạm của nó, và cái sai phạm của nó là cái cơ bản nhất là cái việc đầu tư ở tuyến tránh Vĩnh Yên cách thành phố Hà Nội, cách thủ đô Hà Nội gần 40 km nhưng vẫn tiếp tục thu phí trên con đường độc đạo ra cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên cửa ngõ thủ đô và hành xử với dân một cách phi lý, bất không có nhân quyền, mất hết nhân quyền của người dân khi mà người ta đòi hỏi cái quyền lợi hợp pháp của người ta không đi đường tránh Vĩnh Yên vẫn phải trả tiền, và khi chúng tôi đòi hỏi cái cơ sở pháp lý của họ thì họ không đưa ra được quyết định thu, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về cái việc cho trạm thu phí đó được hoạt động trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hà Nội, nhưng họ chỉ đưa ra những công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải, và công điện của các công điện đó đều nói rằng đảm bảo trật tự an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông, nhưng ngược lại họ lại hành xử với dân bằng cách là cẩu kéo và bắt giữ những người dân đưa về trụ sở công an. À, vâng. Thế những cái người bị bắt và nhốt hiện nay họ đang theo chị biết thì họ đã nhốt ở đâu ạ? Tôi đang ở công an huyện Sóc Sơn đây ạ. Đây ạ, đây là trụ sở của công an huyện Sóc Sơn, và tôi đã vào làm việc với lại bộ phận bảo vệ để được gặp và tiếp tế cho những người đang bị nhốt ở đây, 10 người đang bị nhốt ở đây, nhưng các anh đã từ chối câu trả lời của từ chối cái đề nghị của chúng tôi là được tiếp tế cho những người đang bị nhốt mắt ở đây.
Và đồng thời nữa, tôi cũng có một cái đề nghị với lại công an huyện Sóc Sơn, bởi vì tôi đã từng một lần đến đây để được đề và đã có đơn gửi vào công an huyện Sóc Sơn đề nghị các anh hỗ trợ tư pháp giúp tôi khi đi qua trạm BOT Bắc Thăng Long không bị mất tiền. Nhưng mà các anh đã không trả lời tôi, mặc dù là thời gian tiếp nhận công đơn vào công đơn của tôi quá 15 ngày, các anh cũng không liên hệ lại cùng với tôi để xem là hỗ trợ tôi như thế nào. Và hôm nay tôi tiếp tục lên đây để đòi người và yêu cầu vâng đây bên công an không cho tôi đứng đấy thì tôi đứng đây. Tôi đứng đây là được rồi. Vâng, được rồi ạ. Không nguy hiểm tính mạng của chị nữa. Vâng, đây tôi đang đứng đây. Thì đây chính anh này là ban nãy cũng đã trả lời tôi là họ ấy không trả lời tôi về cái việc đơn từ của tôi đã gửi đến đây và họ ấy làm khó khi mà họ ấy không hướng dẫn tôi các cái cơ sở pháp lý để tôi đi qua trạm Bắc Thăng Long không bị cướp tiền ạ. Vâng, ngoài những cái người Việt Nam, những người bị nhốt ở trong cái khu vực này, tức là cái chỗ Sóc Sơn, công an Sóc Sơn, thì chị cho có thể cho biết những cái chiếc xe mà bị cẩu thì họ đưa về đâu ạ? Họ cũng đang niêm phong tại trạm anh ạ. Những xe bị cẩu đang được niêm phong tại trạm. Vâng, thế cho đến giờ phút này trước tức là trước đây khi mà chị vừa rời khỏi trạm bốt Thăng Long Nội Bài thì chị có biết rằng là hiện nay họ vẫn thu phí hay là đã dỡ bỏ cái thu phí rồi ạ? Báo cáo với lại anh và cùng tất cả thông tin đến với rộng rãi tất cả các khán giả rằng là khi tôi vừa đi qua thì họ vẫn tiếp tục thu phí và vẫn sử dụng một lực lượng lớn để bảo vệ cho cái BOT hết thời hạn thu phí đó và làm được một nơi thu phí một nẻo đó, sai phạm chồng sai phạm và họ vẫn đang tiếp tục sử dụng các lực lượng để bảo kê và tiếp tục huy động người ra để có thể là sẽ đàn áp những người dân phản đối. Vâng, theo như chị đã nhìn thấy và trực tiếp thì buổi sáng nay bắt đầu khoảng từ mấy giờ thì lực lượng của công an hoặc là những cái lực lượng bảo vệ đã được chuẩn bị để đối phó với cái việc mà ngày hôm nay xảy ra? Khi bắt đầu người dân phản đối lúc đó là 9:30 là bắt đầu người dân đã đi qua đó và phản đối thì lúc đó thì ở lực lượng chức năng đã có mặt ở đó sẵn sàng nhưng mà chưa đông. Nhưng sau đó khi người dân phản đối một khoảng tầm đến 30 thì họ đã điều động lực lượng không chỉ là chính quy và cả không chính quy, bởi vì là những người mặc thường phục thì chúng tôi không biết là lực lượng đó là của bốt hay là của công an mặc thường phục để trà trộn vào về làm cờ nhiệm vụ thì chúng tôi không được biết, nhưng mà điều động ra rất đông. Sau đó khoảng tầm 30 và đến tầm 12 thì sau một cuộc hội thảo kín ở trong sân của nhà điều hành thì tất cả các lực lượng chức năng, cơ quan công an và cảnh sát cơ động đã được huy động ra để bắt người dân và cẩu xe, nhốt xe. Vâng, theo như hình ảnh chúng tôi chứng kiến được thì thấy có những người bị đánh và có những cái anh, có anh bị chảy máu mồm. Vậy anh ấy, chị có thể cho biết cái ai đã đánh anh đó và ai đã đưa anh ấy đi và tình hình thế nào? Vâng, đó là một người ở trên Facebook là Thái Văn Hòa, một anh ở trong hội lái xe Việt Nam, ở trong group hội lái xe Việt Nam, và khi anh ấy cũng trực tiếp phản đối ở đó thì đã bị bắt và chắc là anh ấy đã có lúc đó thì tôi không đứng trực tiếp ở đó nhưng quan sát từ cách đó khoảng tầm 20 thì tôi thấy là anh có sự chống đối, bởi vì anh có hỏi lại là tại sao tôi lại bị bắt thì là đã bị đấm và có tôi nhiều quan sát từ xa là có chảy máu mồm. Và một người bạn trực tiếp nữa của tôi đó là anh Facebook là anh Trung Nguyên Mốt đã bị đấm vào bụng và tát vào mặt khi mà chạy ra để lôi những người mà đang bị bắt xuống để đưa vào xe để có thể thoát ra khỏi cái khu vực nguy hiểm đó, thì anh ấy cũng đã mặc dù anh không ra tham gia phản đối nhưng anh cũng đã bị đánh. Đó là hai người tôi được chứng kiến đó. Vâng, trong lần này thì chúng tôi cũng đã chứng kiến rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam đấu tranh và cũng đã bị phải nói rằng là đối xử thô bạo. Vậy những người phụ nữ đó là ai ạ? Chị có thể cho biết thêm thông tin ạ? Người phụ nữ mà ngồi sáng nay chúng ta nhìn thấy ở trên xe đó mà ngồi đã quyết liệt phản đối đó là Facebook chị Dung Phạm, một người phụ nữ đứng ngồi đến từ Quảng Ninh, nhưng mà chị cũng đi qua đó có một lần thôi, nhưng mà thấy cái sai phạm của nó thì chị Dung Phạm đã tiếp tục phản đối một cách quyết liệt và chị cũng đã tuyên bố rằng là dù là trong người đang bị bệnh huyết áp cao này, huyết áp cao và bị tiểu đường, nhưng mà chị cũng tuyên bố rằng có bắt có giết chị thì chị vẫn cũng không trả tiền cho bốt bẩn. Đó là chị Dung Phạm, chị Liên Trần và
và một số người các nữ nhân tiêu biểu ngày hôm nay là chị Dung Phạm và chị Liên Trần và đang bị bắt giam tại đây ạ, tại công an Quế Võ, công an Sóc Sơn ạ. Vâng, chị có thể cho biết thêm thông tin về việc mà những người người dân ở xung quanh đó họ phản ứng ra sao ạ? Khi tôi đứng đó thì những người dân cũng đều đồng loạt phản đối. Họ cũng nói với tôi rằng là chúng tôi biết những sai phạm của họ, nhưng mà chúng tôi quá yếu đuối, chúng tôi không dám phản đối, bởi vì là thấy lúc nào cũng có những lực lượng chức năng ở đây, các cơ quan công an ở đây, các chiến sĩ công an ở đây, nên chúng tôi không dám ra mặt phản đối. Nhưng chúng tôi rất đồng tình ủng hộ cái việc phản đối của các nhà xe khi đi qua đây, các lái xe, các tài xế đi qua đây, bởi vì họ cũng biết được qua các mạng xã hội, người ta cũng biết rõ được cái sai phạm của BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đấy ạ. À vâng, chị cho biết những cái thông tin tiếp theo như thường trường hợp họ bắt giữ như thế này, họ giữ bao lâu ạ? Nếu như mà như lần một khi mà họ bắt 5 người, nếu theo cái quan sát của tôi, lần trước họ đã từng bắt 5 người khi họ hạ cần thu lại ngày 13 đó, thì họ sẽ giữ trong vòng 24 tiếng và họ cũng đã từng câu lưu thêm 6 tiếng nữa là thành 30 tiếng. Và hiện tại bây giờ trong những số người bị bắt đó là có Facebook em Nguyễn Trần Công, em Tiến Bùi đang tiếp tục làm đơn để... Đây, chị đang đứng đây, đang làm đơn để đề nghị được làm đơn kiến nghị khiếu nại về cái việc bắt giam giữ người quá thời gian cho phép là quá 24 tiếng ạ. Vâng, trong những trường hợp... Vâng, đây em đang live chị. Vâng, anh sẽ tiếp tục nói đi ạ. Vâng, em vừa vào làm việc rồi nhưng họ không cho em vào. Họ không trả lời. Ở đây tôi đang đứng vỉa hè và cái không gian này tôi được quyền, tôi không quay làm việc của các anh thôi chứ. Ông làm sao anh lại cấm tôi quay cái không gian này được? Tôi không quay cái việc làm việc của các anh. Các anh cứ vào trong đấy làm việc đấy, các anh chắn kín hết như này rồi. Tôi đang phỏng vấn đài báo nước ngoài, các anh buồn cười thật. Tôi không quay các anh, tôi đang đứng đây là vỉa hè. Các bạn thấy sao ạ? Anh thấy sao ạ? Khi mà em đứng ở vỉa hè, em quay cái không gian ở đây cũng đều bị các anh ấy không cho quay vào. Em không vào trong cơ quan để làm ảnh hưởng cái việc làm của hành công việc hàng ngày của các anh ấy, công việc của nhà nước giao phó. Nhưng mà thậm chí đến đứng ở vỉa hè và quay cái không gian xung quanh đây, các anh cũng không đồng ý là em chưa hiểu là cái việc làm này là nó sẽ như thế nào. Chú dở, nhưng mà đây là cái không gian chứ em không vào đấy để quay cái việc làm việc của các anh. Còn chị cần làm việc thì mời chị vào nhá. Tôi đang đứng đây là vỉa hè chứ không phải là cơ quan của các anh. Đây tôi đứng ở vỉa hè đấy, thế anh cũng cười nhỉ? Tôi đang đứng ở vỉa hè, sao anh lại bảo tôi là đứng ở đây là cơ quan anh được? Nếu đây anh xác định đây là cơ quan anh thì nói. Chị cười đi, chị cứ việc của chị. Tôi đứng ở đây. Tôi đứng đây là vỉa hè, đừng có nói là đây là cơ quan anh. Đấy, qua cái live stream trực tiếp này của em thì anh thấy chưa? Tất cả mọi cơ quan công an đang làm khó dễ với tất cả người dân. Vâng, chúng tôi cũng đã chứng kiến cái hình ảnh này và tôi nghĩ rằng hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước cũng đã nhìn thấy hình ảnh này. Và khi chị là một công dân và phát truyền hình trực tiếp để nói lên ý kiến của mình với những cái vấn đề bức xúc trong nước cũng đã gặp khó khăn. Vâng, rất cảm ơn chị về buổi truyền hình trực tiếp ngày hôm nay và chúc chị sức khỏe cũng như những hoạt động của chị tới đây sẽ đạt được nhiều kết quả. Vâng, em cảm ơn anh và em rất mong muốn là thông tin sẽ đến với rộng rãi người dân trong nước và quốc tế để mọi người lên án những hành động vô hiến vô pháp của không chỉ là của những cơ quan hành pháp mà tất cả đều họ đang cố tình gây sức ép đối với người dân khi phản đối BOT bẩn. Em đứng ở trên đây và mọi người theo dõi đây. Đây là lòng đường và vỉa hè không thuộc phạm vi của cơ quan công an huyện Sóc Sơn, nhưng các anh cũng ra không cho tôi đứng đây để livestream nhỉ. Vâng, tôi nghĩ rằng khi Việt Nam dần dần hội nhập với quốc tế và bắt đầu chuẩn bị tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đối với châu Âu thì những cái vấn đề tự do biểu đạt, nhân quyền tại Việt Nam, công đoàn độc lập chắc chắn tới đây sẽ được xem xét kỹ hơn và những hình ảnh này chúng tôi sẽ tiếp tục
truyền tải sang ngôn ngữ tiếng Đức và tiếng Anh để cho Đức và các nước ở châu Âu cũng như bên Mỹ sẽ biết được thêm thông tin về Việt Nam, và hy vọng Việt Nam của chúng ta sẽ sớm văn minh và có nhà nước pháp quyền trong thời gian tới. Cảm ơn chị rất nhiều.